Các bác nha, hôm nay mới đem về đựng con 6040 nha các bác. Mấy người đẹp luôn nha. Cua ta 6040 nha, hàng vừa mới cập bến luôn nha các bác. Này. Buổi chiều đem về được một em cua ta 6040 nha các bác. Hai rất là đẹp luôn. Này, đầu trước của nó nha các bác. Dàn gấp của nó nha. Cục máy này. Cua ta 6040 là có chụp bơm nha các bác. Này, sao đùi nữa nha các bác. Mấy rất là đẹp luôn. Gầm nữa nha các bác. Của đó nha các bác, vỏ trước và vỏ sau nó này. Bốn cái vỏ còn khoảng 80% nha các bác. Này vỏ gai còn rất là cao nha các bác. Này. Vỏ sau. Mở nắp capo lên cho các bác coi bên trong phần động cơ của nó nha các bác. Nó còn rất là đẹp nha. Các bác nào có cần dòng Kubota 6040 này hãy liên hệ xuống dưới nha. Máy còn rất là nhiều nha các bác. Này, máy rất là đẹp luôn. Này, cái bồ của nó nha các bác. Rồi, lên đời thử máy cho các bác nghe tiếng máy của nó nha.
máy chở quá coi nha. Quá đã luôn các bác ơi. Rồi thử thắng cho các bác coi nha. Cái đèn đầu khá là mới luôn nha các bác. Rồi các bác nào có cần dầm cua ta sao không mua không này, hãy liên hệ xuống dưới nha.